Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. Happy Too Easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng, sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Nature Medic Fucodan, độc quyền kết hợp với AHCC, góp phần tăng cao hiệu quả khi sử dụng. TNT Cabot Thai Cabinet, chuyên cung cấp vật liệu xây dựng nội thất với giá cả thấp nhất, chất lượng nhất, 714-894-1177. Sài Gòn Bosa sang tên xe 35 Mỹ Kim, sticker lấy liền 20 Mỹ Kim, 714-622-4298. Trở lại với các bản tin đáng chú ý và tình hình thế giới tại Nam Dương, một trận động đất. Ở California chúng ta quen với động đất rồi, và ở Mỹ này mình nghe nói độ 5 chấm mấy thì thực sự nó chỉ rung chuyển đối với chúng ta là nhẹ. Nhưng mà ở cái khu đất của Nam Dương nó lại hoàn toàn khác, thưa quý vị. Và đây là hình ảnh của đảo Java, một trong những đảo lớn nhất của Nam Dương, và trong khu vực tâm chấn lại xảy ra ở đây. Vào hôm thứ Hai, trận động đất xảy ra khoảng 5.6 độ Richter. 5.6 độ thì ở đối với Cali thì là nhẹ. Chúng ta cũng đã từng có những cái trận động đất như vậy, nhưng mà cũng không có bị gì hết, nó nhảy rung rung thế thôi. Nhưng mà riêng ở đây đó, cái tâm chấn này nó nằm cái vùng nó khá là cạn. Cho nên mặc dầu chỉ 5.6 thôi, nhưng mà sức tàn phá nó vô cùng ghê gớm, thưa quý vị. Và từ hôm thứ Hai đến nay, sáng hôm nay, chính quyền Nam Dương cho biết ít nhất 268 người thiệt mạng và mất tích. Hàng chục ngàn người, ít nhất 56.000 người không có nhà cửa. Và quý vị nhìn thấy có 5.6 thôi. Khổ nỗi đó là khi mà trận động đất nó xảy ra tại cái khu vực này, họ nói Nam Dương nằm trong cái vành đai lửa, tức là vành đai từ Chile kéo dài lên tới cả một cái khu vực. California cũng nằm gần như nằm trong vành đai lửa này, nhưng mà ảnh hưởng lớn nó kéo sang bên phía châu Á, là bao gồm Nam Dương luôn nữa, nằm trong cái khu vực hẻo lánh. Nhưng mà khổ nỗi, nói là hẻo lánh nhưng mà 400 triệu người dân Nam Dương thì họ sống rất là chật chội ở các nơi, mà tại các khu vực mà hẻo lánh, và kể cả có những cái đồn trang trại vân vân. Và vì thế nhà cửa xây là xây nhà gạch, đó mới là cái vấn nạn, thưa quý vị. Họ không có xây nhà gỗ như ở Cali hoặc là ở Nhật. Nếu trường hợp xây nhà gỗ thì cái ảnh hưởng nó đỡ hơn rất nhiều. Phần lớn là nhà gạch. Và vì vậy khi mà động đất, chỉ cần một trận động đất nhẹ thôi là đủ sập nhà rồi. Và vì thế cái tình cảnh nhà sập, cả bao nhiêu ngàn căn nhà bị sập, mà mỗi căn nhà này có cả 4-5 người, cả chục người sống. Và vì thế số người phải di tản và lánh nạn hiện nay đang trở ngại. Hôm nay là bước sang ngày thứ 3 rồi, thì cái hy vọng để cứu được những người sống rất là hiếm hoi. Và vì thế người ta bây giờ đó chỉ hy vọng là đi trục xác thôi. Thì quý vị nhìn thấy những công nhân, những người thiện nguyện viên, họ di chuyển đến từng căn nhà. Những căn nhà gạch này cũng nằm trong những khu vực thuộc hàng khá giả nữa, cho nên nó xây kiên cố, nhưng mà đồng thời khi mà xảy ra động đất đó, là dễ dàng bị sập như thường. Nỗ lực hiện nay là phải cứu thương, trong đó 268 người, họ nói nó có cả 1.000 người bị thương, và trong số này hàng trăm ngàn người gãy tay, gãy chân, vỡ sọ vân vân, là có nguy cơ là tử vong trong thời gian tới nữa. Tình hình rất là nghiêm trọng, chưa kể thưa quý vị động đất, nhưng mà mùa này đó lại là mùa mưa ở vùng châu Á nữa. Xem hình ảnh từ Việt Nam cho tới Thái Lan và Nam Dương, chúng ta thấy mưa rất nhiều và càng gây hại đến nỗ lực cứu nạn. Thì đó là một trong những tin tức đau buồn hiện nay, trong khi cả thế giới họ đang chú tâm theo dõi vào giải túc cầu thế giới và nhiều cái vấn đề trên toàn cầu
Trong khi đó, chính quyền Nam Dương ở tại Bali cũng mới vừa kết thúc cái hội nghị thượng đỉnh G20 vừa qua. Thì sau khi kết thúc là xảy ra cái trận động đất vào hôm thứ Hai. Và quay trở về với những bản tin địa phương Hoa Kỳ thì thưa quý vị, mới đây cơ quan FBI cho biết là họ chính thức nhận hồ sơ mở cuộc điều tra về cái chết của một người phụ nữ cư dân ở tại North Carolina nhưng mà bị sát hại ở tại Mexico. Thì đây là hình ảnh gia đình của cô lên truyền thông nói chuyện, và cái hình bên tay phải đó là cô Shanquella Robinson. Cái vụ này đáng lý ra là phía FBI lúc ban đầu họ không có mở hồ sơ, nhưng mà may mắn là có một cái đoạn video quay lại cái cảnh ngày mà cô bị chết đó, bây giờ nó lan truyền ở trên mạng và gia đình liên tục gây sức ép, cho nên là mới khiến FBI vào cuộc điều tra. Chứ lúc ban đầu phía bên Mexico họ nói với gia đình đây là một cái vụ chỉ là tai nạn mà thôi. Thì được biết là cô Robinson này đó là vào hồi tháng 10 đi du lịch qua Mexico với một nhóm bạn rất là đông. Họ đã mướn một cái villa loại sang trọng ở tại San Jose del Cabo thưa quý vị. Thì nhóm này lưu trú ở đây được 3 ngày. Thì đến ngày 29 á, là cái ngày mà cô gặp nạn. Lúc đó, đó gia đình chỉ được những người bạn này báo đó là họ party và cô uống quá nhiều. Đến sáng ngày hôm sau họ tỉnh dậy thì thấy cô đã bất tỉnh, gọi 911 giống như gọi cấp cứu đó. Thì họ cuối cùng họ đưa vào bệnh viện. Đây là những lời những người bạn nói với mẹ của cô. Thì sau đó bệnh viện nói là cô bị ngộ độc vì uống rượu quá nhiều. Rồi những người bạn này đã tự bay về Mỹ mà không có ở lại, giống như là chờ phía gia đình của cô bay qua. Thì nhưng mà sau đó đó mẹ của cô không có tin cái chuyện này, bởi vì sau đó mấy ngày thì một cái đoạn video được lan truyền ở trên mạng cho thấy cảnh là cô Robinson bị đánh đập ở ngay trong cái căn villa mà cô đã thuê ở chung với nhóm bạn của mình. Thì cái đoạn video này bây giờ đó phía cảnh sát họ cũng không biết là ai đăng lên, nhưng mà chắc chắn là một trong những cái người trong cái nhóm này cho thấy là cô Robinson bị một nam một nữ đều nói giọng người Mỹ hết, thì tin là đều là những cái người bạn của cô hết, đánh cô và cô không hề đánh lại. Trong gần 5 phút cái đoạn video chỉ có một mình cô bị đánh thôi. Thì sau khi cái đoạn video đăng lên thì tối hôm đó cũng là lúc mà cô đã qua đời, thì phía gia đình của cô đó đã ngay lập tức thuê một cái phòng lab tư nhân để mà lấy được cái kết quả giảo nghiệm tử thi. Thì thứ nhất, phía phòng lab này cho biết là trong người của cô không hề có chất cồn, giống như những người bạn nói, nghĩa là lúc đó cô không có say xỉn. Và thứ hai nữa, cái nguyên nhân mà cô bị chết là bởi vì cô bị chấn thương cột sống với lại cổ rất là nặng. Đó là cái nguyên nhân khiến cô bị qua đời. Chính vì những cái lời nói đầy mâu thuẫn của những người bạn trong group của cô, và bây giờ đó bọn họ không hề liên lạc với gia đình nữa kể từ sau khi mà họ có được cái kết quả giảo nghiệm tử thi. Cho nên gia đình đã gây sức ép và cuối cùng FBI tuyên bố họ sẽ vào cuộc để mà điều tra. Thì bây giờ phải điều tra xem là cô này đã đi với bao nhiêu người trong cái nhóm đó và ai là người đã đánh đập cô. Và bên cạnh đó, thưa quý vị, một cuộc điều tra nội bộ của hãng thông tấn AP Associated Press của Hoa Kỳ đã dẫn đến việc một phóng viên đã thôi việc ở Ukraine và Ba Lan. Mời quý vị cùng theo dõi chi tiết ngay sau phần quảng cáo.